Buổi chiều hôm qua tầm 6 giờ hơn, mình nhìn ra ban công thấy mặt trời đỏ quá đỏ luôn. Tìm hiểu thì mặt trời đỏ là do hiện tượng tán xạ của ánh sáng trong khí quyển. Đây là kiến thức vật lý học từ cấp 2, chứ cũng không phải là mới, tuy nhiên tìm hiểu lại cũng thấy khá là thú vị. Các bạn có biết không, bầu khí quyển của trái đất có chứa nhiều hạt nhỏ như bụi, tro, phấn hoa, các chất khí và hơi nước. Những thành phần trong khí quyển này sẽ phản xạ và tán xạ ánh sáng mặt trời theo các hướng khác nhau trước khi đến mắt chúng ta. Trong khoảng thời gian mặt trời nằm ở phần thấp trên đường chân trời, quãng đường các tia sáng mặt trời phải chiếu xuyên qua bầu khí quyển dài hơn 30% so với ban ngày. Những ánh sáng có bước sóng ngắn như tím và xanh da trời bị tán xạ nhiều. Chỉ còn những ánh sáng có bước sóng dài hơn như vàng, da cam, đỏ, ít bị tán xạ được truyền đến mắt người quan sát. Màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ nhìn thấy được. Vì vậy, khi mặt trời mọc và lặn, bầu trời xuất hiện màu đỏ và màu da cam. Bên cạnh đó, vào thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, ánh sáng mặt trời phải đi xuyên qua lượng khí quyển dày nhất trước khi đến mắt người. Cũng là lúc những ánh sáng thiên về màu xanh bị tán xạ nhiều nhất. Do đó, vào những thời điểm này, ta sẽ thấy mặt trời và bầu trời có màu đỏ cam rực rỡ.